Ban tổ chức vòng chung kết cuộc thi đấu trường VO Edu cấp tỉnh năm học 2023-2024 thông báo đến phụ huynh và các em học sinh tham gia dự thi như sau. Một, trước khi đi thi học sinh thoát tài khoản dự thi của mình ở máy tính gia đình. Khi đi thi phải nhớ tên tài khoản và mật khẩu của mình, có thể ghi vào tờ giấy trắng nếu sợ quên. Khi đến địa điểm thi xem thông tin về ca thi của mình ban tổ chức đã niêm yết tại phòng chờ phụ huynh đưa con em mình đến dự thi xin mời vào phòng chờ đợi các cháu, tuyệt đối không lên phòng thi vì trên phòng thi có ban tổ chức lo rồi. hai Hình thức, địa điểm và thời gian Hình thức, địa điểm thi, học sinh tập trung tại điểm thi trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung, thi online trên hệ thống www.vo.edu.vn Thời gian, từ 13 giờ 30 phút, 17 giờ 50 phút ngày 8 tháng 5 năm 2024, thứ tư, thời gian cụ thể của các ca thi như sau. Ca 01 bắt đầu thi vào lúc 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 50 phút dành cho khối 3 và 6. Ca 02 bắt đầu thi vào lúc 14 giờ 20 phút đến 14 giờ 40 phút dành cho khối 2 và 7. K03 bắt đầu thi vào lúc 15 giờ 10 phút đến 15 giờ 30 phút dành cho khối 1. K04 bắt đầu thi vào lúc 16 giờ 0 phút đến 16 giờ 20 phút dành cho khối 4 và 8. K05 bắt đầu thi vào lúc 16 giờ 50 phút đến 17 giờ 10 phút dành cho khối 5 và 9. K dự bị bắt đầu thi vào lúc 17 giờ 30 phút đến 17 giờ 50 phút dành cho tất cả các khối lớp. Ca thi dự bị dành cho các học sinh của các các ca thi trước có lỗi về máy tính, lỗi kết nối mạng được lập biên bản và cần thi lại, học sinh được thi lại vào ca dự bị tối đa không một lần, nhà trường gửi danh sách học sinh thi ca dự bị ngay sau mỗi ca thi để ban tổ chức kịp thời hỗ trợ. 3. Cấu trúc đề và nội dung thi. Cấu trúc đề thi, 30 câu hỏi, vòng thi. Nội dung đề thi. Khối 1, 2 gồm 23 câu hỏi về môn toán và 07 câu hỏi về môn tiếng Việt. Khối 3, 4, 5 gồm 20 câu hỏi về môn toán, 03 câu hỏi về môn toán, tiếng Anh và 07 câu hỏi về môn tiếng Việt. Khối 6, 7, 8, 9, 30 câu hỏi về môn toán. 4. Một số lưu ý với thí sinh. Học sinh tham gia dự thi có mặt tại điểm thi trước thời gian thi 15 phút. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 không được dùng máy tính cầm tay, không được sử dụng phần mềm giả lập máy tính cầm tay có sẵn trong máy tính hoặc trên mạng Internet, không được sử dụng công cụ bản tính Excel trong quá trình tham gia dự thi. Trong quá trình thi học sinh thoát khỏi chế độ toàn màn hình hoặc mở tab trình duyệt khác sẽ có cảnh báo vi phạm, nếu học sinh tiếp tục vi phạm học sinh sẽ nhận được thông báo xấu phạm quy chế thi và không thể tiếp tục thi hệ thống ghi nhận kết quả tính tới thời điểm bị dừng thi khi xảy ra sự cố trong quá trình làm bài học sinh cần thông báo ngay cho giáo viên để được hỗ trợ không tự ý xử lý sự cố kết thúc thời gian làm bài học sinh cần ký nhận kết quả được sự cho phép của thầy cô giám sát mới được rời khỏi phòng thi xin chân thành cảm ơn